Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại ở kênh của Khánh Ngọc TV đây. Thì hôm nay mình đã đến với resort lớn nhất tại Phan Thiết và gần mũi né luôn. Ở ngoài kia là phía view biển. Thì bây giờ mình sẽ đi vô lấy phòng nhé mọi người. Ở đây là một cái bàn ghế ngồi ở đây để ngắm cảnh ra phía bên kia, rất là chill luôn nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi mở. Wow, rất là rộng nha các bạn. Thì bên đây là phía cửa sổ. Còn đây là một chiếc bàn và một cái ghế để nằm chiêu chiêu để ví dụ như mình coi tivi. Tivi ở đây cũng rất là sắc nét luôn nha mọi người. Còn đây là một cái giường siêu to luôn. Trong này là nhà vệ sinh. Đây là cái bàn ghế để ngồi. Và đây là một cái gương siêu dài để mình có thể thay đồ mà nhìn được rồi đó. Đây là kệ treo đồ nè, còn đây là thức ăn, nước uống, cà phê. Còn đây chính là một cái tủ, trong này có một cái tủ lạnh rất là thông minh. Wow. Thế nữa mình sẽ để nước của bọn mình vô nhé mọi người. Ok. Và đây là cái chỗ để vali nhé mọi người. Đây là cái tủ rất là đẹp. Khi mà mình mở ra thì nó sẽ phát sáng lên nhé mọi người. Trong này có dù và bình lề và có mắt và một cái kết sắt sẽ trang bị hết cho mình cái con được kìa. Ok. Còn chỗ này thì có mấy bộ đồ và mấy chiếc dép. Và mấy chiếc dép bây giờ mình sẽ lấy ra mình mang nhé. Và đây là hai chiếc đèn ngủ và cái giường rất là đẹp. Và đây là những cái sợi dây người ta cuốn thành những cái bông hoa siêu siêu đẹp luôn. Còn ở trong này là nhà tắm rất là đẹp. Trong này là một cái nhà tắm, đây là nhà vệ sinh, cái bàn để rửa mặt rất là chill luôn nha các bạn. Đây có cái gương để chúng ta bỏ ra. Còn đây là có một cái hộp tủ người ta sẽ trang trí như là kem đánh răng, rồi thuốc của kem đánh răng, rồi cái kem kẹo râu, rồi lược đồ các kiểu. Còn đây sẽ là xà bông nhé mọi người. Đây là ly đánh răng. Đây là mấy cái khăn mặt 10 điểm. Còn đây chính là nhà tắm. Trong đây người ta sẽ trang bị cho mình một cái dầu để tắm người và một cái để gội đầu. Cái không khí đẹp này ở đây rất là độc đáo lắm mọi người. Đây, nếu như mà mình muốn bật cái này thì mình sẽ bấm vô cái nút này cực kỳ hay luôn nhé mọi người. Đây là những cái giá để mình treo đồ. Thank you.
Bye.